Mọi người ơi, anh Tùng lại xuất hiện. Đấy, anh Tùng này. Anh Tùng ơi, hôm nay mọi người có xem cho mọi người xem cái gì nhỉ? Maika Cochina Robot mọi người ạ. Mọi người nghe gì chưa? Đây là tác giả của con robot Dương Anh Tùng. Mọi người cho một tràng vỗ tay nào. Hello. Anh Tùng giới thiệu về robot của Vĩnh Đình. Robot này có đánh nhau không nhỉ mọi người nhỉ? Robot này chắc chỉ làm cảnh cho mọi người ạ. Robot biến hình mọi người ạ. Cái này có thể còn chạm đi nữa ấy. Chân hay tay. Anh ngồi đi. Nào. Mọi người cùng tham quan chiêm ngưỡng đại bản doanh của bạn Anh Tùng. Bạn Anh Tùng có rất nhiều robot mọi người ạ. Anh cất đi hết rồi. Bạn Tùng cất đi hết rồi mọi người ạ. Em tắm rồi. Nào mọi người có thời gian anh Tùng có thời gian mọi người anh chia sẻ mọi người nhiều robot nhá. Robot này hơi khủng với mọi người nhé, 3 đầu 6 tay nhá. Một đầu nhiều tay đúng không? ba cái tay liền bắn súng bùm. Có cả tên cái chưa kịp đánh đầu con trồng ba đùng chỉ tới với cả Cortina màu đen này. Nhưng mọi người thấy con robot này có điểm gì khác biệt không? Robot này không có đuôi. Robot này không có đuôi mọi người ạ. Đây này bắn tay này. Robot này không có tay à không có đuôi mọi người ạ. Robot này có tay ba đầu. Robot này không có đuôi hả Tùng? Không có đuôi đâu. Mà robot này còn có cả đi nát chưa kêu nát chơi bằng bắn này chỉ chinh quan cái lưng tí thì á. Mọi người ạ, không có robot, robot này không có đuôi mọi người ơi. Không. Robot này bạn Tùng không có đuôi. Robot này. Chưa? Người phân biệt được robot chưa? Đấy. Mọi người nhìn một lần nữa này. Đây là đinh mắt chứ. Đây là một cái mặt tay ba đầu màu vàng. Mọi người thấy chưa? Mọi người lúc nào mọi người có thời gian mình giới thiệu mọi người bể bơi của bạn Anh Tùng nhá. Bể bơi to nhá. Anh Tùng hàng ngày anh Tùng bơi nhá. Với bạn anh Tùng nhá. Ngoài sở thích anh Tùng là lắp ghép robot ra, anh Tùng có sở thích là đi bơi bể bơi siêu to khổng lồ màu xanh.